Cá tra là đối tượng nuôi nước ngọt chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long với hơn 5.000 hecta diện tích nuôi, cho sản lượng hơn 1,1 triệu tấn một năm và đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,7 tỷ đô la. Trong thời gian tới, nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với những thách thức mới như suy giảm tài nguyên nước ngọt do biến đổi môi trường đầu nguồn sông Mekong, xâm nhập mặn làm giảm diện tích nuôi thủy sản nước ngọt, trong khi nhu cầu sản phẩm thủy sản ngày càng tăng. Để đáp ứng nhu cầu gia tăng sản lượng, nghề nuôi thủy sản nước ngọt đang phát triển theo hướng đa dạng hóa và thâm canh hóa. Tuy nhiên, thâm canh hóa nghề nuôi cũng sẽ đối mặt với nhiều mối nguy như tăng sử dụng tài nguyên nước, gia tăng ô nhiễm môi trường, dịch bệnh dễ phát sinh và khó kiểm soát. Do vậy, thâm canh hóa phải gắn liền với khái niệm nuôi bền vững. Đó là sự quản lý thành công mô hình sản xuất thủy sản, đáp ứng nhu cầu của con người, trong khi vẫn duy trì chất lượng môi trường và bảo vệ các nguồn tài nguyên tự nhiên. Được tài trợ bởi chính phủ Đan Mạch với nguồn kinh phí 850.000 đô la thông qua thỏa thuận được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội về việc sử dụng nguồn vốn hỗ trợ chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2007-2013. Dự án xây dựng trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ tiên tiến bền vững tại Việt Nam được triển khai. Trong dự án này, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản VASEP làm chủ đầu tư. Trường Đại học Cần Thơ là đơn vị thực hiện trên cơ sở phối hợp với Trung tâm Công nghệ Nuôi trồng Thủy sản Việt Nam Đan Mạch Vidatec và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thuận Hưng. Mục tiêu của dự án là nhằm đưa các công nghệ tiên tiến vào nghề nuôi cá tra, một đối tượng nuôi chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, như hệ thống cung cấp oxy tự động, hệ thống quản lý thức ăn, hệ thống lọc tuần hoàn, tái sử dụng nước để giảm ô nhiễm môi trường. Ba hoạt động chính của dự án là: 1. Tổ chức đưa các công nghệ mới vào nuôi cá tra thương phẩm nhằm tăng sản lượng và chất lượng cá tra, giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, giảm xả chất thải ra môi trường so với ao nuôi truyền thống. 2. Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ tiên tiến tại Đại học Cần Thơ với hệ thống nuôi tuần hoàn nước trong nhà và ao nuôi. 3. Tổ chức tập huấn chuyển giao công nghệ nuôi mới cho cán bộ quản lý ở các địa phương và người nuôi. Cái cục này thì nó sẽ được 20 cái điện cực. Đây là cái trang trại nuôi cá đầu tiên trình diễn công nghệ nuôi tiên tiến bền vững theo dự án Vidatec. Thì áp dụng cái công nghệ này được đưa vào sử dụng nhiều máy móc thiết bị tự động như là cái hệ thống máy sụp khí để tạo oxy, hệ thống giám sát các chỉ tiêu môi trường pH, oxy, nhiệt độ, CO2 và hệ thống lọc nước tuần hoàn và các thiết bị tự động cho cá ăn. Thì áp dụng cái công nghệ nuôi tiên tiến bền vững này thì tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường nước được phát triển, giúp cá lớn nhanh hơn, mau lớn hơn. Và cái hàm lượng oxy chúng ta có thể điều chỉnh theo từng cái giai đoạn tăng trưởng của cá. Và các cái máy móc thiết bị để cung cấp oxy chỉ hoạt động khi cái hàm lượng oxy trong ngày xuống thấp chứ không hoạt động liên tục. Các máy móc thiết bị được bố trí như sau: ao 1, máy sụp khí, lọc sinh học tuần hoàn cho ăn bằng máy phun, mật độ thả 100 con trên 1 mét vuông. Ao 3, máy thổi khí, lọc tuần hoàn sinh học, cho ăn bằng phễu cho ăn tự động, mật độ thả 120 con trên 1 mét vuông. Ao 4, máy thổi khí, cho ăn kiểu truyền thống, mật độ thả 100 con trên 1 mét vuông. Ao 5, ao đối chứng, nuôi theo kiểu truyền thống, mật độ thả 100 con trên 1 mét vuông. Mô tả loại thiết bị áp dụng trong ao nuôi với công nghệ tiên tiến. Thiết bị cung cấp oxy. Hệ thống cung cấp oxy có tính năng hoạt động
cung cấp oxy theo khoảng giá trị được cài đặt theo yêu cầu của người sử dụng một cách tự động. Thực tế, khi cài đặt oxy từ 2,5mg trên lít đến 3,5mg trên lít, thì thông qua hệ thống đầu dò oxy được lắp đặt trong ao, tủ điều khiển sẽ hiệu lệnh máy thổi bắt đầu hoạt động khi hàm lượng oxy nhỏ hơn 2,5mg trên lít. Và khi oxy đạt mức 3,5mg trên lít, máy thổi sẽ ngưng hoạt động. Tính năng này vừa giúp đảm bảo hàm lượng oxy phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cá, vừa tăng hiệu quả sử dụng năng lượng điện và không cần sự điều khiển của con người. Trong các ao thí nghiệm, có hai loại thiết bị cung cấp oxy. Ao 1, dùng máy khuếch tán khí xuống ao. Mỗi máy công suất 1.300 mét khối trên giờ. Đối với ao 1, được lắp đặt 3 máy khuếch tán nên tổng công suất khoảng 4.000 mét khối trên giờ. Ao 3 và ao 4, máy thổi oxy tạo dòng chảy trong ao. Hệ thống này vừa cung cấp oxy và tạo dòng chảy, công suất 500 mét khối trên giờ trên một máy thổi. Như vậy, với 6 máy thổi trong 2 ao thì tổng công suất máy thổi trong cả 2 ao là 3.000 mét khối trên giờ. Hai thiết bị này được thiết kế có hai chế độ hoạt động: auto tự động và manual người dùng điều khiển. Tuy nhiên, sau 5 tháng nuôi, khi cá lớn, các thiết bị cung cấp oxy chỉ có thể duy trì hàm lượng oxy trong ao nuôi trung bình khoảng 1mg trên lít. Bể lọc nước tuần hoàn. Nước từ ao nuôi được bơm vào bể lọc. Tại đây, các hạt nhựa lơ lửng và hệ vi khuẩn một phần làm lắng cặn bã và phân hủy những chất độc hại của nước ao nuôi và cung cấp vi khuẩn có lợi trong hệ thống. Sau đó, nước được xử lý sẽ được dẫn trở lại ao nuôi. Bể lọc vận hành vào 3 tháng cuối của thí nghiệm. Trong 2 tuần vận hành, hàm lượng NO2 có giảm xuống. Tuy nhiên, ở các tháng tiếp theo, NO2 tiếp tục tăng trở lại. Bên cạnh đó, hàm lượng CO2 giảm liên tục sau 2 tháng vận hành. Nhưng đến khi sản lượng lớn, cá trong ao ở các tháng cuối vụ nuôi, hàm lượng CO2 trong môi trường nước tăng lên. Do đó, bể lọc chưa thực sự phát huy hiệu quả cao trong hệ thống, cần có cải tiến để phù hợp với sinh khối cá trong ao nuôi. Đo đạc, ghi nhận chỉ số môi trường nước. Các hộp combine và Pacific Man thu nhận dữ liệu từ các đầu dò đo chất lượng nước trong ao. Hộp chứa màn hình sẽ hiển thị các chỉ số môi trường để người dùng quan sát và xuất dữ liệu về thông số môi trường nước, phục vụ việc lưu trữ và xử lý số liệu đánh giá sau này. Quan sát hệ thống từ xa, các thiết bị mạng kết nối với hộp ghi nhận số liệu ngoài ao sẽ phát sóng Wi-Fi vào đầu thu Wi-Fi máy tính chủ. Người vận hành có thể quan sát và xuất dữ liệu của hệ thống qua máy tính chủ hoặc các máy tính ở xa, trong nước và ngoài nước, có kết nối với máy tính chủ. Cho ăn. Ao A1. Máy phun cho ăn tự động được đặt ở 4 góc ao. Khi cho thức ăn vào máy và bật nút điều khiển, máy sẽ tự động phun thức ăn. So với cách truyền thống, chỉ cho ăn một điểm giữa ao, thì ở phương pháp này, thức ăn sẽ được phun ra 4 vị trí trong ao. Thức ăn phân bổ đều hơn, cá ăn dễ dàng và giảm xây xác lúc tranh ăn. Ao A3. Dùng phễu cho ăn tự động có cấu tạo gồm một phễu chứa thức ăn, một que lắc nối giữa phễu và mực nước trong ao. Khi cho thức ăn vào phễu, cá tập trung lại và chạm vào que được đặt dưới mực nước ao và thức ăn sẽ tự động rơi xuống ao. Ao được bố trí 6 phễu cách đều nhau, thức ăn phân bố đều hơn và giảm xây xác. Một ưu điểm nữa là phương pháp này không tiêu tốn điện năng và nhân công rã thức ăn, chỉ cần nhân công trong việc cho thức ăn vào phễu. Tuy nhiên, do khi cá lớn ăn mạnh hơn thì các thiết bị cho ăn không phù hợp
với tập tính ăn của cá nên ngưng sử dụng sau 2 tháng vận hành. Hiện tại đây là cái dự án trong giai đoạn thử nghiệm. Kết quả mong muốn cuối cùng sẽ là cá khỏe mạnh, tăng trưởng tốt, tăng về sản lượng cũng như về chất lượng, giúp cái quá trình chuyển đổi thức ăn được tốt hơn, giảm cái FCA, tiết kiệm được cái chi phí nhân công lao động và bên cạnh đó giảm thiểu được các yếu tố tác động môi trường. Các kết quả sau khi kết thúc thí nghiệm: năng suất cá nuôi, ao A1, máy sụp khí và máy phun cho ăn tập tuần hoàn 72.834 kg, ao A3, máy thổi khí phễu cho ăn tự động lập tuần hoàn 81.482 kg, ao A4, máy thổi khí 79.879 kg, ao A5, ao đối chứng 61.346 kg. Tỷ lệ sống của cá đạt được là: ao A1 47%, ao A3 56%, ao A4 53%, ao A5 46%. Hệ số tiêu tốn thức ăn IFCA: ao A1 1.62, ao A3 1.68, ao A4 1.62, ao A5 1.70. Nhìn chung, các ao có áp dụng thiết bị sụp khí cho kết quả về năng suất, tỷ lệ sống, hệ số tiêu tốn thức ăn IFCA tốt hơn ao nuôi đối chứng theo kiểu truyền thống. Bên cạnh đó, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực trong nuôi cá tra như giảm thiểu việc sử dụng nước, giảm gây ô nhiễm môi trường, dự án đã tiến hành xây dựng mô hình ao nuôi lý tưởng khu thực nghiệm khoa thủy sản Đại học Cần Thơ với công nghệ tiên tiến. Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn nước RAS được xem là công nghệ tiên tiến nhằm giảm ô nhiễm môi trường nước, tăng hiệu suất sử dụng nguồn nước cho hệ thống nuôi, tạo ra những sản phẩm an toàn về vệ sinh thực phẩm. Trên thế giới, mô hình RAS đã được ứng dụng thành công trong nuôi thâm canh các loài cá như cá hồi, cá trình, cá da trơn như cá trê, cá nheo, cá chép, cá rô phi, vân vân ở tại một số nước châu Âu và châu Mỹ. Hy vọng các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm của dự án sẽ xây dựng được các mô hình nuôi bền vững và phù hợp cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Hệ thống ao nuôi nước chảy ứng dụng công nghệ tuần hoàn nước nằm trong khuôn viên khoa thủy sản trường Đại học Cần Thơ với diện tích khoảng 330 m². Độ sâu của hệ thống là 2,5 m và độ sâu của mực nước nuôi thực tế là 2 m. Tổng thể tích nước nuôi là 460 m³. Hệ thống nuôi được chia thành hai phần, thông nhau với các cấu phần giống nhau, bao gồm một bể sản xuất, hai bể lọc sinh học, một bể sụp khí kéo nước tạo dòng chảy, cung cấp oxy cho bể nuôi, và một bể lắng để thu phân và các vật chất lơ lửng. Cá được bố trí vào ao nuôi có khối lượng 33,7 gram, với mật độ khoảng 77 con trên 1 mét khối. Hệ thống đo đạc số liệu, lưu trữ, cập nhật và kết nối từ xa. Để quản lý và ghi nhận các yếu tố chất lượng nước,
Ao nuôi được lắp đặt 5 đầu dò dưới độ sâu 1 mét nước để theo dõi liên tục các chỉ số oxy, nhiệt độ, pH, CO2 và tổng khí. Hệ thống sẽ tự động đo đạc, ghi nhận và chuyển dữ liệu trực tiếp đến máy tính chủ. Các thiết bị kết nối với hộp ghi nhận số liệu ngoài ao sẽ truyền dữ liệu vào máy tính chủ. Người vận hành có thể quan sát và xuất dữ liệu của hệ thống qua máy tính chủ hoặc các máy tính ở xa, trong nước và ngoài nước, có thể kết nối với máy tính chủ và mạng Internet. Chăm sóc, quản lý. Mỗi ngày, cá sẽ được cho ăn theo thời gian cố định là vào lúc 7 giờ 30 sáng và buổi chiều vào lúc 17 giờ. Vào giai đoạn đầu, cá được cho ăn với thức ăn với kích cỡ viên là 2mm và tỷ lệ đạm là 28% để phù hợp cho sự phát triển của cá. Kích cỡ viên và tỷ lệ đạm sẽ được thay đổi phù hợp với giai đoạn tăng trưởng của cá. Sau hơn 3 tháng vận hành và thả cá nuôi chính thức, cá đạt kích cỡ trung bình trên 300 gram một con với tỷ lệ sống 80%. Đây là giai đoạn đầu của thí nghiệm. Thời gian thu hoạch dự kiến sau 5 tháng nuôi với kích cỡ 750 gram một con.